Ok, xin chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Siwat Authentic. Trao chữ tín, sớm chọn đam mê và em là Long Trang. Hôm nay thì đã rất là muộn rồi và miền Bắc đã quay trở lại với những cái ngày mưa dầm và rất là rét mướt. Tuy nhiên là em đang có đây một chiếc đồng hồ mới về của anh em và em sẽ lên video giới thiệu ngay với anh em để anh em kịp xem video, trải nghiệm và cảm thấy ưng thì mua về và sử dụng trong những cái dịp cuối năm như thế này. Và đã một năm qua khá là khó khăn rồi thì em nghĩ là chúng ta cũng nên tự thưởng cho bản thân mình sau những cái cố gắng một năm dài như vậy, rất là nhiều cố gắng, và để chuẩn bị cho một cái năm mới có nhiều cái thành công hơn. Và sắm sửa cho mình một chiếc đồng hồ cũng là một ý rất là tuyệt để giúp anh em không bỏ lỡ những cái thời điểm tốt, thời điểm quan trọng. Và hôm nay thì em sẽ có một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Amateur, một cái chiếc đồng hồ qua sử dụng. Cái phần hộp bên ngoài bóc vận chuyển thì nó còn tình trạng không được đẹp cho lắm, tuy nhiên là chúng ta sẽ vẫn để có đầy đủ cuốn sổ của Amateur đó, ở trong thì vẫn còn rất đẹp anh nhé. Đó. Và phía trong này thì chúng ta sẽ có một cái hộp nữa bằng dạng gỗ đến từ Amateur. Và phía trong này thì chúng ta sẽ có luôn cái chiếc đồng hồ nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay và còn thẻ của nó nữa. Đây, chiếc này của chúng ta thì sẽ được là một chiếc sách tay từ Nhật về với cái mã là H42415031, mua vào ngày 25 tháng 8 năm 2016 tại Nhật Bản anh em nhé. Đó, A Company of the Squad Group. Bảo hành 2 năm quốc tế. Tất nhiên là chiếc này đã hết bảo hành quốc tế rồi, tuy nhiên là nó vẫn, em vẫn để ở đây để cho nó có đủ giấy tờ khai sinh để cho anh em tâm sử dụng và trải nghiệm chiếc này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc Hamilton đến từ cái bộ sưu tập Hamilton Liberty rất là tuyệt vời của cái thương hiệu này. Em đánh giá đây là một trong những chiếc chắc chắn là đáng chơi nhất trong cái tầm giá của mình. Từ tất cả các chi tiết, độ hoàn thiện đến máy móc, đến độ đẹp, thiết kế, thì đây chắc chắn là một chiếc cực kỳ đáng chơi cho anh em nào thích cái sở hữu cái dòng sản phẩm này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ ở đến từ thương hiệu Hamilton với cái bộ sưu tập Liberty này. Nó là một cái bộ sưu tập khá là cao cấp của Hamilton anh em nhé. Đó, Hamilton thì vốn xuất thân từ một hãng đồng hồ, xuất thân từ nước Mỹ. Thế là cái bộ sưu cái tượng nữ thần tự do Liberty đấy, nó cũng rất là nổi tiếng rồi. Nó cũng là như kiểu biểu trưng cho nước Mỹ. Và đây là một dòng đồng hồ rất là danh giá của Hamilton mà anh em có thể thấy là có cái logo vương miện. Đó, rất là quý tộc và hoàng gia của Hamilton ở đây. Chúng ta đang có một chiếc đồng hồ size 42mm. 42mm và có cái phần lắc này nó thẳng ra anh em nhé. Thế nên là đeo trên tay nó khá là to đấy. Nên là anh em nào mà tay nhỏ thì tốt nhất là bỏ qua chiếc này. Bởi vì là cái form của nó vừa to, cái càng lại dài nữa. Nên là trên tay nó sẽ rất là to đấy. Ít nhất thì phải tay khoảng trên 16,5. Anh em đeo chiếc này thì mới đẹp được. Và chiếc này là một dòng cao cấp. Thế nên là tất nhiên là sẽ có một cái lớp kính sapphire rất là đẹp và trong trẻo ở đây. Em thấy không ạ? Nó rất là trong trẻo, khi mà có ánh sáng đi qua thì nó làm toát lên cái dial được hoàn thiện rất là kỹ, rất là đẹp. Bây giờ thì em sẽ rút núm ra nhé. Và lúc này thì chức năng hacking stop hoạt động. Và em sẽ chỉnh giờ đến múi giờ đẹp để giới thiệu cái dial chiếc này cho anh em xem. Anh em sẽ thấy là đây là một chiếc đồng hồ qua sử dụng, tuy nhiên là tình trạng của nó còn siêu đẹp, siêu mới, lấy từ bên Nhật về. Và đó, chiếc này chúng ta sẽ có một cái dial màu trắng bạc được trải tia sunburst hết sức là đẹp. Anh em thấy là khi mà có ánh sáng đi qua thì cái phần trải tia này nó tạo ra hiệu ứng hết sức là đẹp mắt trên dial của đồng hồ. Đó, một cái dial làm khá là đơn giản, tuy nhiên là cái độ hoàn thiện chi tiết thì phải nói là tuyệt vời trong cái phần khúc giá này. Chúng ta sẽ có các cọc số được vót dài và nhọn hướng về phía tâm. Ở phía ngoài chúng ta sẽ có các vòng A-tring
nơi chứa các cái bạch chiếc phút của chúng ta và có số từ 5 đến 60. Đó, logo của Hamilton Liberty góc 12 giờ. Phía đối diện là dòng chữ Automatic và Olic L ở góc 6 giờ. Dòng chữ Swissmade, một cái dial làm cực kỳ là đơn giản, khỏe khoắn, thanh lịch và trẻ trung nữa. Đó, rất là đẹp. Hoàn thiện cực kỳ là kỹ. Đến từ Hamilton. Em thấy các bạn, từ cái kim cọc số hoàn thiện cực kỳ là đẹp. Để mà khi mà có ánh sáng đi qua và phô diễn được tất cả những kỹ nghệ hoàn thiện tuyệt vời của cái thương hiệu Hamilton này. Đó, đó là lý do tại sao mà em nói là cái chiếc Hamilton này thực sự là best trong cái phân khúc giá. Ở phía ngoài chúng ta sẽ có một cái bezel hoàn thiện bóng và đồng hồ sẽ là mang theo cái DNA của dòng Hamilton. Chúng ta sẽ có những cái vùng hoàn thiện phay xước và hoàn thiện bóng liên tiếp đan xen nhau, tạo nên cái hiệu ứng rất là đẹp khi mà có ánh sáng đi qua em nhé. Đó, em thấy không ạ? Từng cái chỉ xước trên đồng hồ vẫn còn nguyên. Chiếc này nó phải đẹp đến tầm 98-99%, nên là anh em mua không khác gì mua một chiếc đồng hồ mới cả. Và ở Nhật có những cái sản phẩm như thế này, họ mua về nhưng mà dường như là không dùng vậy. Rất là tốt để anh em sử dụng và trải nghiệm. Phía này chúng ta sẽ có một cái núm có logo của Hamilton, núm zin luôn anh em nhé. Đó, đi cùng với đồng hồ thì chúng ta sẽ có một bộ dây bò, dây da bò và một cái khóa chống gập dấu dây cực kỳ là ngon và chất lượng em nhìn này, làm thép đúc đặc luôn, rất là chắc chắn, bấm một phát như này. Đó, cái phần dây thừa nó sẽ ôm vào trong này, không bị thò ra ngoài, không hề có điểm và rất là thanh lịch, tinh tế cũng như là cao cấp. Muốn được sở hữu một cái khóa chống gập dấu dây như này, trên khóa thì còn sẽ có logo của Hamilton. Đó, một cái ngon lành nữa đến từ cái chiếc đồng hồ này chính là đến từ hoàn thiện của bộ máy. Chiếc này chúng ta sẽ có vài thông tin phía sau này: water resistant 53, chống nước được 50m này, rất là tốt để anh em trải nghiệm nhé. Kính sapphire Swissmade và những cái số đầu tiên trong cái mã của đồng hồ. Ở đây chúng ta có thể quan sát được cái bộ máy H10 đến từ Hamilton. Anh em thấy là đánh vân rất là đẹp và rất là cao cấp, tựa như những cái dòng cao cấp như kiểu là của máy của Longines vậy. Đó, một cái chiếc đồng hồ mức giá rẻ thôi nhưng được hoàn thiện cực kỳ là tốt, và chắc chắn là trong cái tầm phân khúc giá này thì không có một chiếc đồng hồ nào có cái bộ máy tuyệt vời được như chiếc Hamilton Liberty này. Chiếc này chúng ta sẽ sử dụng bộ máy H10 đến từ Hamilton, có 25 chân kính, chạy tần số dao động là 21.600 VPH và độ tích cóp tối đa là 80 giờ. 80 giờ anh em nhé. 80 giờ tích cóp trải nghiệm, và đây là bộ cân bằng của chúng ta đang hoạt động hết sức là trơn tru và chính xác. Đó, tuyệt vời không ạ? Một chiếc đồng hồ đẹp về thiết kế, khỏe khoắn, nam tính, độ hoàn thiện cao, cùng với bộ máy không có gì để chê cả trong cái phần khúc giá này, thì chắc chắn đây sẽ là một cái chiếc đồng hồ rất là đáng chơi để em trải nghiệm. Bây giờ thì em sẽ tiến hành đeo nó lên tay để anh em quan sát xem là chiếc này đeo lên tay nó sẽ như thế nào. Đây, tay trên đây của em, cổ tay 15,5, đeo một chiếc 42 tất nhiên là to so với cổ tay của em, tuy nhiên là miễn cưỡng một chút thì vẫn đeo được. Thế là tay em nào to hơn ít nhất là 16,5 đeo chiếc này sẽ rất là đẹp, và khoảng 18 trở lại đeo chiếc này thì tuyệt vời. Một chiếc rất là thanh lịch, đó, cũng trẻ trung và rất là đẹp, dễ chơi cho anh em nào thích đồng hồ cái phong thái của Hamilton. Và chiếc này thì hãng đang bán mới với mức giá là hơn 30 triệu, 32 hay 3 triệu gì đó cho một chiếc mới. Còn em đang có một chiếc qua sử dụng ít, tình trạng còn đầy đủ phụ kiện như các anh đã xem đấy, thì em đã giao lưu lại với chị các anh với cái chiếc này với cái mức giá là chỉ là 13.500.000 cho một chiếc Hamilton như thế này. Và nếu các anh có nhu cầu hãy liên hệ ngay với em với số điện thoại là 0828 915 222, hoặc là nhắn tin vào số Zalo là 0973 816 172 nhé. Và nếu mà các anh muốn mua để trải nghiệm dịp Tết này
hãy nhanh tay liên hệ ngay với em để chốt chiếc này nhé. Sẽ chỉ có một chiếc duy nhất thôi, vẫn có cam kết chỉ hàng chính hãng, bảo hành 2 năm cùng với 5 năm hậu mãi, cho anh em yên tâm sử dụng và trải nghiệm. Đó, các anh chốt sớm thì em sẽ gửi sớm cho các anh, tại vì gần Tết thì sẽ có rất là nhiều vấn đề xảy ra, nên là các anh chốt sớm thì sẽ có nhiều lợi thế hơn đấy. Cảm ơn các anh đã xem video, nhớ bấm đăng ký và kết bạn Zalo theo dõi em nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em.